Các bạn thân mến, Bắc Ninh Kinh Bắc xưa nay được biết đến là một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, là cái nôi của những làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào, say đắm lòng người. Không những thế, mảnh đất nơi đây còn có những công trình kiến trúc cổ như chùa, đình mang đậm dấu ấn thời Lý. Hơn hết, đây còn là nơi của những đặc sản dân dã bình dị mang đậm dấu ấn riêng. Trong số những món ăn dân dã ấy, chúng ta không thể không nhắc đến món bánh phu thê, một món ăn nổi tiếng của làng Đình Bảng có từ lâu đời. Theo truyền thuyết của làng Đình Bảng, khi vua Lý Anh Tông xuất chinh, hoàng hậu chính tay vào bếp làm ra món bánh gửi theo chồng đi đánh trận. Vua ăn thấy ngon, nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng nên đã đặt tên bánh là phu thê. Cũng giống như nhiều loại bánh truyền thống khác của Việt Nam, bánh phu thê không cầu kỳ về hình thức, nhưng để có được một chiếc bánh hoàn hảo, thơm ngon phải trải qua rất nhiều công đoạn. Đầu tiên là khâu chuẩn bị. Đối với bột bánh, muốn có bánh ngon, ta phải chọn loại gạo nếp cái hoa vàng hạt tròn, đều. Sau đó, đem vỏ gạo thật sạch để ráo nước và dùng cối giã nhỏ thành bột. Khi gói, ta đem bột đó trộn với đường kính trắng, đu đủ xanh, nạo thành sợi, rồi đỗ, đổ nước quả dành dành lên. Cứ 1 cân bột trộn với nửa cân đu đủ sợi và nửa lít nước dành dành, hòa sẵn. Khi chuẩn bị phần nguyên liệu làm bột bánh xong thì quay sang chuẩn bị nguyên liệu để làm nhân bánh. Nước đổ vừa đủ dẻo bột để nó nhuyễn, nó mịn hết bột thì mới gói được bánh. Nó lượng làm sao? Cái lượng nước khi nhậu không được để quá nước, nó sẽ nhả. Nhân bánh làm bằng đỗ xanh được ngâm kỹ đãi sạch vỏ, đem hấp chín, giã cho mịn, rồi trộn với đường cát trắng, nước bút dừa và dừa sợi theo tỷ lệ 1 cân đỗ là nửa cân đường trắng. Một chiếc bánh sẽ có 50g nhân. Một khâu nữa không thể bỏ qua đó là lá bánh. Bánh phu thê thường được gói bằng hai lớp lá. Lớp bên ngoài là lá dong. Lá dong phải được rửa sạch để ráo nước, tước bớt cọng cho lá mềm mại trong khi gói. Bên trong lá chuối, nhưng phải là lá chuối tây, được tách vỏ thành các mảnh vuông mỗi chiều dài khoảng 20cm rồi rửa sạch, hong khô cho dẻo. Sau khi các nguyên liệu được chuẩn bị xong, người gói cân bột và dàn mỏng lên khuôn. Thường thì 1 cân bột chia làm 7 phần vỏ bánh, rồi đặt nhân vào một đầu và gấp phần bột còn lại bao kín nhân như thể hiện sự ôm ấp, che chở của tình phu thê. Bánh gói xong, cho vào nồi đổ ngập nước và cho lên bếp củi hoặc bếp than tổ ong để luộc. Thời gian luộc từ 45 đến 60 phút tùy kích cỡ của bánh. Khi luộc chú ý đun đều lửa, không để bếp tắt trong quá trình luộc bánh sẽ bị nhão. Sau khi bánh được luộc chín, phải nhanh chóng vớt bánh ra ngay và lấy ván gỗ ép hai phía cho ráo nước. Buộc từng cặp bằng một chiếc lạp màu hồng với nghĩa cầu mong cho tình cảm vợ chồng mãi thắm thiết, bền chặt. Cắn từng miếng bánh phu thê nhọn xinh, người ăn sẽ cảm nhận được độ dẻo của bánh từ gạo nếp cái hoa vàng cùng với độ béo bùi của đậu xanh, độ dai dai, giòn giòn của dừa và vị ngọt của đường cát trắng. Tất cả hòa quyện với nhau tạo thành hương vị rất riêng của bánh phu thê Đình Bảng.
Ngoài hương vị đặc biệt, bánh phu thê còn mang ý nghĩa triết lý sâu sắc, thể hiện qua sự kết hợp các màu sắc. Màu xanh của lá, màu vàng của bánh, màu hồng của lạc bột ngoài, tất cả như quấn quýt giao hòa trong tình yêu thương vợ chồng của những chiếc lạc mềm mà bột chặt. Với ý nghĩa sâu sắc và hương vị thơm ngon đặc biệt, bánh phu thê đã trở thành đặc sản và là một lễ vật quan trọng trong mỗi đám cưới hỏi của người Bắc Ninh. Ngoài ra, bánh phu thê là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết của mỗi gia đình nơi đây. Trước kia, người dân chỉ làm bánh vào dịp Tết Nguyên đán và ngày hội đền đô để tế lễ, làm quà biếu. Ngày nay, do nhu cầu đặt hàng của khách từ khắp các tỉnh thành để làm lễ vật cưới hỏi hoặc làm quà gửi cho bạn bè, người thân ở trong và ngoài nước, nên bánh phu thê được người dân đình bản gói thường xuyên. Các bạn ơi, nếu các bạn có dịp để ghé qua vùng đất Kinh Bắc Bắc Ninh thì hãy đến làng Đình Bảng để thưởng thức món bánh phu thê, nhớ mua về làm quà cho người thân, gia đình và bạn bè nhé.